Agora tá onde? I don't know. Do we got my English? Đấy. Bỏ đây. Đây là bạch tuộc nhá. Là anh em nhá. Đây này, so sánh với cái điện thoại này. Đấy. Giờ chúng ta sẽ cắt. Nhường ơi, sang nhậu nào. Đừng cắt chuẩn của nó ở Quảng Ninh rồi. Cái con bạch tuộc này phải chấm hấp với lại lão ổi ấy. Xong chấm mắm tôm. Là đúng bài của dân Quảng Ninh ấy. Quảng Ninh gọi con này là con ruốc, mà mình gọi là bạch tuộc. Như cùi dừa luôn. Xui đấy rồi. Xui nó bò hôm qua cho cái hôm nay thấy không? Mồm nó mà. Răng ấy. Đây. Nấu lông bò. Mẹ ăn toàn bò. Chắc là phải ngồi đến đêm. Nhậu tới sáng luôn với mật độ mồi nhiều như thế này. Kệ nó, các em cứ cắt hết ra mà nó đâu nó đã làm sạch rồi đấy. Làm lòng rồi. Quán này ở An Khánh nhá, quán rất là ngon. Lại Yên, lòng bò Lại Yên, lòng bò Lại Yên. Huy Hoa, nhà hàng Huy Hoa. Đấy. Ngon không? Giòn. Mắm tôm vừa ăn với thơm. Đi đó. Đúng rồi, anh đóng về ăn.
Để đây, để đây. Bên kia rộng. Để đây này. Bên kia rộng. Rộng. Bên này chỗ này rồi.